hôm nay con phải biết điều một tí cho bố. Qua được hết hôm nay, con muốn bày trò bố gì không cũng sợ được. Con làm xấu mặt bố à? Chắc từ bé đến giờ con ít bày trò làm xấu mặt bố quá nhỉ? Phải tốt với con gái của bố đấy nhé. Anh Cố Thừa Trạch, anh có đồng ý ấy cô Hạ Thiên Tầm làm vợ không? Tôi đồng ý. Cô Hạ Thiên Tầm, cô có đồng ý gả cho anh Cố Thừa Trạch không? Tôi đồng ý. Giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Anh ta chính là Cố Thừa Trạch sao? Toi rồi, mình đã lên giường với anh rể à? Một ngày trước. Sao thế? Thất tình à? Lý Trác, anh đang làm không, gì vậy không hả? Không làm gì hết. Toto, Thiên Ca, tôi và Lý Trác mới là tình yêu đích thực của nhau. Tôi và Lý Trác mới là tình yêu đích thực của nhau. Cô ơi, cô ơi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Để tôi đưa cô đi. Phải giữ cảm giác thần bí mới được. Đợi cô đó nha, tiểu yêu tinh. Sao mà lại uống nhiều rượu thế này? Anh đẹp trai. Sao thế, định phủi tay bỏ đi à? Anh ấy chính là Cố Thừa Trạch sao? Toi rồi, toi mình rồi. Mình đã lên giường với anh rể à? Làm sao đây, làm hôm sao qua đây? Thì lên giường với hôm anh rể, gả cho anh rể luôn. Chuyện quái gì đây không biết nữa. Sao mà kích động thế? Em, hình như em tới tháng rồi. Em vào nhà vệ sinh một lát. Hạ Thiên Ca, mày nhất định phải giữ bình tĩnh. Mấy cái trò dụ dỗ bằng sắc đẹp này với mày chỉ là trò nào mà mày chưa thấy chứ? Đây là anh rể của mày đấy. Không thể làm ra mấy cái chuyện trời đất không dung ấy được. Làm sao để đưa ra đề nghị cách tế nhị trong đêm tân hôn? Nói với đối phương mình bị mất ngủ do căng nữa còn nghiến răng, dù là ngủ với ai cũng không thể ngủ nổi. Không được, không được, chẳng phải hôm qua vừa ngủ với nhau xong sao? Tìm mọi cách để cãi nhau, gây sự vô cớ, phê phán đối phương. Cái này có vẻ được nè. Thiên Tầm, anh ra ngoài một lát nhé. Dạ vâng, thoải mái ghê. Khó chịu quá. Đang kỳ sinh lý, không tiện động phòng. Nhỏ háo sắc, sao em toàn nghĩ đến mấy chuyện không hợp với trẻ con? Nào, em uống đi. Nhân viên cửa hàng nói loại này dùng tốt. Phê phán đối phương, gây chuyện vô cớ, giờ còn không làm thì đợi đến khi nào? Có phải anh không yêu em không? Em chẳng bao giờ dùng của hãng này hết. Ra anh không, thật lòng quan tâm đến em rồi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa.
Mới đó mà đã đi rồi à? Không phải thật sự là một tên trai đẻo đó chứ? Tất cả các loại có ở cửa hàng đều ở em đây. Cứ chọn thoải mái. Giờ bắt đầu quan tâm, tìm chắc hiểu. Không tính là muộn đâu nhỉ? Ôi, làm cái gì vậy hả? Em đã đi đâu thế? Sao không nói trước với anh một tiếng? Sao lại không nghe điện lẽ thoại nào vậy? Anh ấy gọi vào số chị mình. Điện thoại mất sóng. Bíp bíp, bạn có tin nhắn nè. Vừa nãy bọn tôi ở dưới hầm để xe, dưới đó không có sóng. Ui da, vừa nãy em ăn phải cái gì? Bị hỏng bụng hay thấy sao ấy? Hơi khó chịu. Vậy chúng ta về nhà đã nhé. Có gì hay mà cười, em sợ anh nổi cơn thú tính đó. Vì sức khỏe của cả hai ta, tốt nhất cứ ngủ riêng là hơn. Đừng quậy nữa, chẳng phải em đang không nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Anh không được vượt qua đường ranh giới này đâu đấy. Này, anh có nghe thấy tiếng gì không? Không nghe thấy. Anh nghe kỹ lại đi. Như có cái gì đang bò ấy. Hình như là có thật. Liệu có phải là gián không? Có thể. À không, là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là gì vậy? Hồi trước trong nhà có nuôi một bé động vật máu lạnh đáng yêu, nhưng mấy hôm trước mới chạy mất. Mãi vẫn chưa tìm thấy. Chẳng lẽ nó vẫn còn ở trong phòng à? Kìa, bên kia, em không nhìn thấy. Ở bên kia kìa, đừng động đậy. Anh tưởng không được vượt qua đường ranh giới. Em nói anh chứ đâu có nói em. Tìm thấy Tiểu Bạch rồi, mai qua xử lý đi. Cố Thừa Trạch. Em xem tin tức rồi à. Thế rốt cuộc anh và cô Kim Sora kia, anh có quan hệ thế nào hả? Người ta mắng trên mạng kinh khủng thế nào không? Anh không có quan hệ gì với cô ta cả. Anh sẽ giải quyết với dư luận. Tin anh đi. Anh nói không có quan hệ gì thì là không có thật chắc. Em quá thất vọng về anh. Em nghe anh giải thích không phải như em nghĩ đâu. Cuối cùng cũng có cớ rời khỏi nhà họ Cố rồi. Em muốn về nhà họ Hà. Để anh đi cùng em. Lát nữa cho người chuẩn bị không ít đồ nữa. Xảy ra chuyện lớn thế này, kiểu gì em cũng phải về nhà. Giải thích mấy anh câu cứ với xử lý mẹ xong chuyện này thôi. Rồi đi cũng không muộn. Nếu không, có giải thích thế nào cũng vô ích thôi. Đây là gì thế? Em xem là sẽ biết ngay thôi. Vợ ơi, anh sai rồi. Véo anh đi. Tha thứ cho anh nhé. Yên tâm, lúc trước là do anh suy nghĩ chưa chu đáo. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh đã bắt đầu khống chế bình luận chuyện rồi. Này chẳng mấy mà sẽ qua thôi. Sau khi kết hôn, Thiên Tầm trở nên đáng yêu hơn nhiều. Chẳng phải em thích thiết kế sao? Cố Thị có phòng thiết kế riêng, em muốn tới đó làm không? Tốt quá, từ lúc về đến giờ em còn chưa động vào lần nào. Đúng rồi, thì là sau khi gả cho anh đó. Giờ không tìm thấy chị cậu, bố mẹ cậu thì bắt cậu về nhà họ Cố. Xem ra lần này cậu mọc cánh cũng khó thoát rồi. Nhưng cứ thế này mãi thì sớm muộn gì cũng hay bị lộ. Hay là mình cũng trốn đi luôn cho rồi.
Thế thì bố mẹ cậu điên mất đấy. Mình không biết phải làm sao nữa. Đầu tiên, cậu phải thật sự trở thành Hạ Thiên Tầm. Thứ hai, cậu thử đi tìm hiểu Cố Thừa Trạch xem. Chị gái cậu, hành động tao nhã, cử chỉ ung dung. Tém tém cái tính tưng tửng của cậu lại, đỡ để anh ấy lại nghi ngờ cậu. Thiên Tầm sống rất quy củ. Không bao giờ động vào, đồ ăn nhanh hết. Làm tí không, ăn ít đồ ăn nhanh thôi. Đợi thêm đi, em vẫn chưa chuẩn bị xong. Ngoài những điều này ra, cậu còn phải học cách lấy lòng Cố Thừa Trạch nữa. Chinh phục cái dạ dày của anh ấy. Nghe nói là anh thích ăn cay. Hôm nay em làm món gì thế? Thiên Tầm, chúng ta kết hôn cũng được một thời gian rồi, có phải chúng ta có thể? Không được. Vẫn không được á? Lần này lại là lý do gì nữa đây? Em có chứng sợ hãi chuyện đó. Không sao, anh sẽ giúp em chữa khỏi. Không được, không được, không thể thế này được. Em đi tắm cái đã, anh cứ ngủ trước đi, chắc em sẽ hơi chậm đấy. Em còn không xử được anh chắc, ngoan ngoãn đi ngủ cho em. Đợi em lâu thế rồi, uống chút nước đi. Anh không uống đâu, em uống là được rồi. Uống xong chúng ta mau mau, vào chủ đề chính thôi. Uống tí đi mà, em đã bưng tận nơi cho anh rồi mà. Sao em không uống? Ba, hai, một. Toi rồi, toi rồi, toi rồi. Chắc chắn tối qua đã thất thân rồi. Em dậy rồi à? Tối qua anh có. Yên tâm đi, anh sẽ không nhân cơ hội dậu đổ giờ leo đầy em tình nguyện. Còn chưa kể đến việc em nghiến răng ngáy ngủ, ai còn hứng thú cho nổi. Bữa sáng ở trên bàn anh đi làm trước đây. Đúng rồi, chính là cô ta đó. Ngăn cô ta lại. Chính là cô ta đó. Là cô ta đã bắt nạt Sora, dám quyến rũ người yêu mau của người cô ta một tự biết thân biết phận tí. Này thì làm trò đi, điều thì mau mau không tự nhìn lại dám xem trong bản thân này thế nào. Đồ hèn hạ mặt dày mày dạng, cút đi. Biết thân biết phận đi nghe chưa. Tao đánh chết mày, cái gì không làm lại cứ làm kẻ thứ ba. Tao đánh chết mày. Khéo quá, sao anh lại xuất hiện ở đại mại không liên lạc được với em. Tới tìm em thôi. Vừa rồi, cảm ơn anh.
Thiên Tầm, là anh không tốt. Là anh không bảo vệ em cẩn thận. Thiên Tầm, đừng hơi chút lại biến mất được không? Anh sẽ lo lắng lắm. Em biết rồi. Cục cưng ơi, mau lên xe đi. Không thích, mình muốn đi uống rượu. Em yên tí đi nào. Lên xe. Lên xe, lên xe đi. Tài xế, dừng xe. Em không lên xe đâu, thả em chân vào. Sao thế, tập đoàn V sắp phá sản rồi à? Để anh rảnh đến mức nan gan ngược hôm nay, nôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tôi có chọc đến ai đâu cơ chứ? Anh dám đánh tôi à, đồ trai đểu. Em nói gì cơ? Không phải trai đểu. Là anh đẹp trai này. Đẹp trai thật chứ. Điện thoại đâu rồi nhỉ? Sao quần áo lại? Đừng bảo là sao Thiên Tầm lại quen với Y Sơn được nhỉ? Tối qua mình đã làm gì nhỉ? Sao trông anh ấy lại thế kia? Tối qua có phải anh thay quần áo cho em không? Ai bảo anh thay đồ cho em? Anh không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân. Anh thay quần áo cho vợ mình thì có vấn đề gì à? Vấn đề to đùng luôn ấy chứ. Sau này anh không được. Sau này em ít ra ngoài uống rượu thôi, nếu không đánh gãy chân em đấy. Kiệt tác nổi tiếng này. Hình như đây là lần đầu tiên hẹn hò chính thức thế này thì phải. Cảm giác cũng không tệ. Thế này cũng gọi là niềm vui bất ngờ ấy hả? Đây là lập nhóm kiếm chuyện thì có. Chẳng phải anh nói là niềm vui bất ngờ sao? Một người là bạn gái tin đồn của anh, một người là người phụ nữ đã giành bạn trai của em. Sao? Gái em. Các người lập nhóm tới để xin lỗi tôi đấy à? Làm cái gì vậy? Chủ tịch Cố, tôi thật sự không biết quan hệ của hai người họ lại là như vậy. Thì chủ tịch Cố, anh đừng trách cô Kim. Cô ấy cũng vì không muốn anh bị lừa thôi. Thiên ca, hôm nay mình tới đây là để xin lỗi cậu đó. Cậu tha thứ cho mình được không? Cậu đừng vì chuyện của mình và Lý Trác mà tức giận rồi kết hôn với chủ tịch Cố. Anh ấy có tội tình gì đâu. Tô Tô, ý của cô là Hạ Thiên Ca đã kết hôn với chủ tịch Cố này cho Hạ Thiên Tầm à? Tô Tô, cô nói chuyện phải nóc chứng cứ đàng hoàng đấy. Cậu là Thiên Ca, không phải Thiên Tầm. Cậu chủ động nhận lỗi với nữ tịch Cố đi. Dù sao anh ấy cũng là anh rể cậu, sẽ tha thứ cho cậu thôi. Cô Tô, nếu cô không đem được chứng cứ ra, tôi chỉ có thể mời cô tới đồn cảnh sát uống trà thôi. Thiên Ca, cậu nói gì đi chứ? Mình cũng vì tốt cho cậu. Đừng thôi. Để sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Cô có bằng chứng gì không? Lần trước mình trông thấy cậu vẫn còn nùng ốp điện thoại do mình tặng. Đến giờ mà cậu vẫn còn dùng. Mình cảm động lắm. Đã cẩn thận vậy rồi mà vẫn có sơ suất.
Sao điện thoại của tôi lại ở chỗ cô? Cái ốc điện thoại này là của em gái thiên ca của tôi, nhưng về sau nó tặng lại cho tôi rồi. Không được chắc. Nhưng mà Vân Tây sẽ không biết nói dối đúng không? Thiên ca, chủ tịch Cố, lừa gạt kết hôn không phải chuyện nhỏ, chúng ta vẫn nên làm rõ ra thì hơn. Hạ Thiên Tầm có thể mở khóa được điện thoại của Hạ Thiên Ca. Phu nhân không định giải thích gì sao? Đây vốn dĩ là điện thoại của Hạ Thiên Tầm tôi. Đương nhiên là tôi có thể mở được. Vẫn chưa chịu thua à? Hạ Thiên Ca, Hạ Thiên Ca, sao nào? Có phải cô Tô Tô đây cảm thấy hắn trộn được điện thoại của tôi là có thể vu oan giá họa no tôi được đúng không? Ông xã, làm phiền anh gọi cho em nộp cuộc điện để bọn họ biết đường mà bỏ cuộc đi. Hạ Thiên Tầm, Cố Thừa Trạch, phá được khóa điện thoại của chị gái cậu rồi đây. Dùng cái này đi. Không thể nào, chắc chắn là cô đã giở trò. Đủ rồi đấy, cô nghĩ cô là ai hả? Còn dám làm trò nhì, đừng trách tôi không khách sáo. Còn nữa, Kim Sora, làm cho tốt công việc của mình đi. Nếu không, tôi đảm bảo Cố thị sẽ không néo dài hợp đồng với cô nữa đâu. Cô chỉ được có thế thôi à? Anh là chủ tịch Cố đúng không? Tôi là Lý Trác, là bạn. Tôi là bạn đại học của Hạ Thiên Tầm, mong được giúp đỡ. Anh ta chính là Lý Trác, bạn trai cũ của Hạ Thiên ca sao? Cậu tha thứ cho mình được không? Cậu đừng vì chuyện của mình và Lý Trác mà tức giận rồi kết hôn với chủ tịch Cố. Anh ta đến tìm Thiên Tầm làm. Cậu là Thiên ca, không phải Thiên Tầm. Cậu đừng vì chuyện của mình và Lý Trác mà tức giận rồi kết hôn với chủ tịch mà. Với lại, anh vẫn chưa gặp cô em gái song sinh của em đâu. Lần này chúng ta kết hôn, em ấy cũng em thật không sự đến. Không phải là Thiên Tầm sao? Đợi em lâu lắm rồi phải không? Chúng ta đi thôi. Em có còn nhớ bài hát này không? Bài hát này hát về cái gì vậy? Sao cứ có cảm giác buồn thương, kiểu gặp gỡ rồi ly biệt ấy? Em không thích sao? Em không thích. Em không thể hiểu nổi mấy cảm xúc mông lung kiểu này. Bên kia có đồ ăn ngon kìa. Em khá là thích bài hát này. Rất buồn nhưng cũng rất dịu dàng. Cố Thừa Trạch. Nhìn bia khẩu, tôi xong đi khởi chuyện. Cẩn thận. Em không sao chứ? Có nặng lắm không? Em không sao. Anh làm sao vậy? Sao thấy xe mà không tránh đi? Đau. Anh làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì không? Thiên Tầm. Sao thế? Không có gì.
Tối nay phải tiếp khách không về nhà, không cần đợi anh đâu. Chủ tịch Cố, anh đừng uống nữa, để tôi đưa anh về. Nếu như người mà cậu yêu vẫn luôn lừa dối cậu, thì cậu sẽ làm gì? Chủ tịch Cố, anh uống nhiều quá chúng rồi. Chúng ta về thôi. Tôi không về. Tôi không về đâu. Chủ tịch Cố, làm sao thế này? Chủ tịch Cố uống hơi giờ nhiều. Giờ tôi đưa anh ấy về khách cậu. Sạn. Không cần, không cần không đâu. Không sao đâu mà. Cậu vẫn thì ở đây. Làm gì được chứ? Chúng ta đi thôi, được. Tôi lấy túi xách đã. Sao lại uống nhiều rượu thế anh chứ? Uống cái này đi, tốt cho dạ dày. Tin sốc, chủ tịch của Cố thị ngoại tình. Giấc mộng gả vào nhà giàu của ngôi sao đang hot Kim Sora sẽ ra sao? Chủ tịch Cố, chủ tịch anh có lời giải thích gì? Trước đây anh đã là đã được tin đồn với cô của anh, chủ tịch sao về chuyện này qua bên này? Chủ tịch Cố, phải làm sao đây? Những tấm ảnh đó ồn ào lên hot search rồi. Ảnh ở đâu ra? Tại sao hôm qua cô lại xuất hiện ở khách sạn tôi? Vào đi. Cô ra ngoài trước đi. Dù sao chuyện này cũng liên quan tôi đến sự ra ngoài của tôi. Chủ tịch Cố, tốt nhất là cậu hãy cho tôi một lời giải thích qua hợp lý. Tôi đưa anh đến khách sạn. Tôi cũng tận mắt thấy cô ta đi rồi. Tôi không ngờ là cô ta lại quay lại khách sạn. Rốt cuộc chuyện giữa anh ấy là Kim Sora là sao? Tại sao không gọi điện thoại giải thích chứ? Hạ Thiên Ca à, lừa gạt tình cảm thì nớm muộn gì cũng phải trả đó. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi là Hạ Thiên Tầm, nô không phải Hạ Thiên Ca. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Chủ tịch Cố đã biết nô không phải Hạ Thiên Tầm rồi. Tối hôm trước, anh ấy còn nói muốn ly hôn với cô, sau đó cưới tôi đấy. Cô nói xem khi chúng tôi kết hôn, có nên mời cô không? Có lẽ cô ấy đã xem tin tức rồi. Sao không có phản ứng gì nhỉ? Vào đi. Anh thấy trong người khỏe hơn chưa? Nếu anh đã biết cả rồi, thì anh định khi nào ly hôn với em? Nếu đã như vậy, thì chúng ta hãy nói thẳng ra đi. Đợi sóng gió này qua đi. Tôi mong là đến lúc đó nhà họ Hạ có thể cho tôi lời giải thích hợp lý. Ngoài ra, hãy làm tròn trách nhiệm nóc phu nhân của cô. Tôi không muốn nghe thấy tin đồn chúng ta bất hòa, làm ảnh hưởng đến Cố thị. Tôi không phải Hạ Thiên Tầm. Thì anh được đi ngoại tình à? Lại còn bắt tôi giả vờ rộng lượng. Có cần thiết không? Có. Chủ tịch Cố, nới những bức ảnh giường chiếu có lời giải thích nào mà nhiều lần có phải tin đồn coi hôn nhân như trò đùa? Chủ tịch Cố, liệu việc này có ảnh hưởng đến cổ phiếu của Cố thị không? Chủ tịch Cố, cuộc hôn nhân này có phải niệt là quan hệ lợi ích không? Hãy yên lặng. Về việc ảnh qua đêm bên ngoài là do cá nhân tôi đã sơ ý, bị một số kẻ lợi dụng nhân lúc tôi say rượu nể chụp ảnh hãm hại. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra nẻ xấu và đằng sau trách nhiệm hình sự neo pháp luật. Tôi không muốn vì lý do của cá nhân mà ảnh hưởng đến cả công ty và gia đình.
Chủ tịch Cố, bây giờ anh có gì muốn nói với cô Hạ không ạ? Trước đây tôi nô không tin vào tiếng sét ái tình. Nhưng khi tôi gặp được một cô gái, sự rực rỡ, tự tin, lương thiện của cô ấy đã khiến tôi yêu cô ấy sâu đậm. Mỗi ngày chúng ta đều sẽ gặp rất nhiều người, cũng sẽ quên rất nhiều người. Nhưng có thể bén rễ trong tim anh, chỉ có mình em. Tôi chưa bao giờ coi hôn nhân là trò đùa. Bây giờ không. Và sau này cũng không. Cố phu nhân, trước nhiều tin đồn ngửa chủ tịch Cố và Kim Sora, đã bao giờ cô nghĩ đến nguyện ly hôn chưa? Cố Thừa Trạch là lựa chọn của tôi, chúng tôi vốn là vợ chồng. Tôi lựa chọn tin tưởng anh ấy vô điều kiện. Anh và Kim Sora thật sự không liên quan đến cô. Những lời tôi vừa nói trong buổi họp báo đều là thật lòng. Ừ. Để tình tôi vừa giúp anh, chúng ta làm một giao dịch nhé. Nửa tháng nữa trong show diễn tôi giúp Cố Thị lấy được vị trí số 1, thì anh sẽ giúp công ty của nhà họ được không? Đầu tiên, tôi sẽ điều tra rõ sự thật, trả lại sự trong sạch cho mình. Thứ hai, là do nhà họ Hạ các cô lừa cưới trước, tôi không kiện các người, đã là tốt lắm rồi. Còn ảo tưởng tôi sẽ giúp các người, cô cũng giỏi tính toán thật đấy. Tập đoàn Cố Thị đã bị tập đoàn V lấn át 3 năm liền. Sâu diễn quốc gia, nếu lần này giành được quán quân, thì giá trị thị trường của Cố Thị nhất định sẽ tăng vọt. Anh không muốn suy nghĩ đến điều đó thật ư? Tốt nhất là cô nói được làm được. Nếu không giành được giải nhất, tôi không chỉ làm doanh nghiệp nhà họ Hạ phá sản, mà còn cho mọi người biết nhà họ Hạ các cô đổi người, lừa cưới. Cố Thừa Trạch là lựa chọn của tôi, chúng tôi vốn chính là vợ chồng. Tôi lựa chọn tin tưởng anh ấy vô điều kiện. Thiên ca ơi, Thiên ca, chẳng phải tôi đã nói đừng với anh tìm tôi nữa cơ mà, giúp anh thêm một lần nữa được. Em bảo chủ tịch Cố ký tên trên hợp đồng này, chỉ cần có Cố Thị đầu tư, nhất định anh sẽ có thể vươn mình thành công. Đừng có chọc vào tôi nữa. Hạ Thiên ca, cô cứ đợi đó. Hạ Thiên ca, lúc trước mày mù thật rồi, mới giúp một tên khốn như vậy. Bác sĩ Vương, sao anh vẫn còn ở đây thế? Tiện thể tôi xem bệnh án nổ một bệnh nhân luôn. Không ngờ anh dám làm giả bệnh án cho anh bệnh nhân. Biết vậy là phạm pháp không? Bác sĩ Trương, vừa rồi cảm ơn anh quá. Đừng khách sáo, nay may là vừa nãy cô gọi tôi lại. Anh ta thực hiện được âm mưu rồi. Những tài liệu này có thể chứng minh Nim Sora không hề mang bác sĩ trước đây làm giả giúp cô ta nũng đã bị xử lý. Tôi còn tìm ra Nati săn ảnh đồng bọn với Kim. Hắn đã khai nhận ảnh giường chiếu trước đây nũa tôi và Kim đều do cô ta lên kế hoạch. Chuyện này sẽ dừng lại ở đây, tôi không muốn nghe thấy nên tin đồn gì nữa. Anh, đừng khách sáo. Hả? Muốn nói cảm ơn mà cứ ổng a ổng ẹo. Anh, cô ấy có phải Hạ Thiên Tầm hay có không? Có quan trọng thật không? Những tài liệu này có thể chứng minh Nim Sora không hề mang thai. Hạ Thiên ca, sao cô không chịu chết đi? Tại sao? Không được, mình không thể bỏ qua như không vậy thể được. Bỏ qua như vậy được. Những tài liệu này có thể chứng minh Nim Sora không hề mang bác thai. Bác sĩ trước đây làm giả giúp cô ta nũng đã bị xử lý. Tôi còn tìm ra Nati săn ảnh đồng bọn với Kim. Hắn đã khai nhận ảnh giường chiếu trước đây nũa tôi và Kim đều do cô ta lên kế hoạch. Chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Tôi không muốn nghe thấy nên tin đồn gì nữa. Anh,
đừng khách sáo. Hả? Muốn nói cảm ơn mà cứ ổng a ổng ẹo, anh. Cô ấy có phải Hạ Thiên Tầm hay không? Có quan trọng thật không? Anh, đừng khách sáo, hả? Muốn nói cảm ơn mà cứ ổng a ổng ẹo. Cứu tôi với. Hạ Thiên Ca, Hạ Thiên Ca, các người là ai, rốt cuộc muốn làm gì hả? Cảnh sát đến rồi. Chạy mau, N, mau chạy thôi. Chủ tịch Cố, lão gia mời cô Hạ đến đó một chuyến ạ. Muộn thế này rồi còn gọi mình đến, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Cố lão gia tìm tôi có việc gì vậy? Lão gia không nói, chỉ bảo chúng tôi đi nời cô Hạ tới đó một chuyến. Nhà họ Hạ các người núng là gan to tày trời, còn dám lừa cả tôi. Chú Cố, bố cháu cũng chỉ vì nghĩ đến thể diện nữa hai mới nhà đưa ra Hạ sách này, nóc cũng bị ép buộc thôi. Tôi thấy là các người không muốn nứt đi sự giúp đỡ của Cố thị thì có. Xin lỗi chú Cố, tôi thấy nhà họ Hạ các không cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Bố à, có việc gì sao không liên lạc nước vợ với con? Cũng bị đổi mất rồi, còn bàn bạc cái gì nữa? Bố biết hết rồi à, xem ra mày đã biết. Cô ta là kẻ giả mạo từ lâu rồi. Chuyện không như bố nghĩ đâu, bọn tao cho mày trong vòng 3 ngày phải xử lý sạch sẽ chuyện này. Còn cô ta, bảo cô ta ở đâu thì về đó đi. Nhà họ Cố chúng ta nô không chứa chấp loại người này. Không được, con vẫn cần đến cô ấy. Em không sao chứ, dừng lại bên lề đường một lát. Anh về nhà trước đi, tôi muốn đến bệnh viện thăm bố tôi. Anh đưa em đi. Không cần phiền anh đâu. Cứu tôi với. Tôi thấy nhà họ Hạ các cô nô không cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Hạ Thiên Ca có thể giúp tập giành được quán quân sâu diễn quốc gia. Tới lúc đó giá trị thị trường nổ công ty có thể mày có chắc gấp không đôi. Phải nang bao biện cho cô ta không? Giữa chúng con chỉ có quan hệ lợi ích. Khoa nội trú. Em tỉnh rồi à? Em bị sao thế này? Bác sĩ nói do em sợ hãi quá. Nhưng mà không sao, em nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi. Cố Thừa Trạch đâu? Em đã thế này rồi mà còn nghĩ đến hắn à? Hay là thế này, nhanh giúp em gọi hắn đến nhé. Anh nghiêm túc tí đi được không? Ôi trời, hình tròn, hình vuông, hình bầu dục. Anh chỉ không nghiêm túc được thôi. Em nói xem, Cố Thừa Trạch mà chu đáo bằng một nửa anh thì anh cũng không cần mệt mỏi vất vả thế này vâng, rồi. Vâng, anh nói gì cũng đúng. Ê, ê, các người là ai? Các người điên đấy à? Bắt người giữa ban ngày ban mặt. Tôi cho cậu biết, nếu tôi không kiện no Cố thị phá sản thì tôi... Tôi hỏi gì anh trả lời nấy. Bỏ ra, bỏ ra. Anh có quan hệ gì với Hạ Thiên Ca? Cậu xem, rõ ràng là cậu quan tâm người ta làm không dám thể hiện.
Sao hả, Đường Đường là nữ tịch Cố mà cũng có lúc hèn thế à? Không đến lượt anh hỏi tôi. Lẽ nào cậu chỉ vì nhân phận của Hạ Thiên Ca mà trong lòng bất mãn à? Ấy, thế có phải tôi có cơ hội rồi không? Anh cứ thử xem. Được rồi, đùa thôi. Nhưng mà... tôi lại hy vọng lời cậu nói hôm đó là thật. Trước đây tôi không tin vào tiếng sét ái tình. Nhưng khi tôi gặp được một cô gái, sự rực rỡ, tự tin, lương thiện của cô ấy đã khiến tôi yêu cô ấy sâu đậm. Thực ra người cậu thấy, ở sâu diễn năm đó nô không phải Hạ Thiên Tầm. Anh có ý gì? Hôm đó Hạ Thiên Tầm có việc đột xuất. Chính Hạ Thiên Ca đã thay thế Hạ Thiên Tầm. Thiên Ca, thì ra vẫn luôn là em. Người anh thích vẫn luôn là em. Từ nay về sẽ giữ chặt em, không bao giờ buông ra nữa. Khoa nội trú. Có sự hỗ trợ tài chính của Cố thị, công ty coi như có chút khởi sắc rồi. Thế Thiên Ca phải làm sao? Còn làm sao được nữa? Bảo nó tiếp tục ở nhà họ Cố thôi. Nếu đã đến mức này rồi, thì sau show diễn quốc gia, chúng ta hãy ly hôn đi. Chia tay trong hòa bình cũng chừa đường lui cho đối phương. Anh sẽ không ly hôn đâu. Em cho anh thêm một cơ hội có được không? Đóng giả Hạ Thiên Tầm đủ rồi. Tôi muốn quay về làm Hạ Thiên Ca thôi. Thế thì cứ là chính bản thân em đi. Anh có chắc bây giờ người anh thích là Hạ Thiên Ca chứ không phải Hạ Thiên Tầm nôi đóng giả không? Thiên Ca, Thiên Ca, anh biết là có thể anh hiểu ra hơi muộn, nhưng người trong lòng anh thích được đầu đến cuối chính là em. Anh thấy em ở bên cạnh người đàn ông sẽ tức đến phát điên. Anh nhận ra là do anh luôn không dám đối diện với bản thân mình. Dù em có thế nào, anh cũng thích. Xin lỗi nhé, tôi vừa nghe nhạc nên không nghe thấy. Thiên Ca, chủ tịch Cố còn việc gì không ạ? À? Không có, em làm việc của em đi, anh đi dạo một lát. Cẩn thận. Xin lỗi chủ tịch Cố. Đi đi. Vâng. Anh không sao chứ? Em không sao là được. Thiên Ca à, đau quá. Em xem chỗ này đỏ lên hết rồi. Tôi chỉ muốn kiểm tra anh có bị thương không thôi. Anh đừng nghĩ nhiều nhé. Đau mà, Thiên Ca. Diễn giả quá đấy. Ấy, Thiên Ca em đừng đi. Anh đau thật đó. Em không quan tâm anh một chút. Đối xử tốt với anh chút được à? Anh cứ giả vờ đi. Đi đi, lần này đừng làm hỏng việc đấy. Yên tâm đi, lần này nhất định không có vấn đề gì. Thiên Ca, ăn chút gì trước đi. Anh mang ít cháo cho em này. Em không đói, anh ăn một mình đi. Ăn một chút đi. Nếu em bận thì anh có thể bón cho em. Ăn một chút đi. Ăn một chút đi.
Sau đây xin mời nát nhà thiết kế được chọn trình bày đơn giản lần cuối nghề thiết kế của mình. Một tác phẩm thiết kế thành công không chỉ giới hạn ở màu sắc và hình thức làm người xem có thể nhìn thấy mà còn có mắt. Thiên Tầm, N, cô ấy sao vậy? Thiên Tầm, mau gọi bác sĩ đi. Tránh ra, hãy tản ra để đảm bảo nô không khí được lưu thông. Chắc là bị dị ứng rồi. Bác sĩ, vừa nãy tôi thấy Thiên Tầm ăn ít cháo, anh xem có phải vì món cháo đó không? Có kẻ đã trộn thứ gì đó trong cháo. Cô ấy ăn nhầm quá nhiều, dẫn đến sốc vì dị ứng. Khoa nội trú. Em tỉnh rồi à? Kết quả cuộc thi thế nào rồi? Không quan trọng. Sức khỏe của em không sao là tốt rồi. Em bị làm sao vậy? Sốc vì dị ứng. Có kẻ đã trộn gì đó nào cháo anh mang cho anh em. Xin lỗi. Em không sao. Bây giờ tình hình sâu diễn thế nào rồi? Sao lại thế được nhỉ? Chỉ có Thiên Ca nới dị ứng với hải sản thôi mà. Sao Thiên Tầm cũng vậy nhỉ? Chẳng lẽ... À không, là tôi nói lung tung thôi. Mọi người đừng nghe tôi nói lung tung. Anh định làm thế nào? Đừng lo, anh sẽ giải quyết. Chủ tịch Cố nghĩ sao nề thân xin phận hỏi của có phải anh đã biết nạp xong sinh cáo đổi hành thân động phận vô lý ấy xử lý cuối cùng là gì ạ? Sau này anh có dự định ly hôn? Mọi người hãy yên lặng. Hạ Thiên Tầm, việc tôi gặp cô nốn chỉ là một sự hiểu lầm. Bây giờ tôi đã biết rõ ngọn nguồn rồi. Vì vậy, tôi quyết định ly hôn với cô. Anh có thể giải thích lý nghĩa câu nói vừa rồi không? Sau khi ly hôn với cô Hạ Thiên, anh có cân nhắc đến việc nở bên cô Kim Sora không ạ? Nhường đường. Chủ tịch Cố. Hạ Thiên Ca, anh chưa từng nghĩ người anh muốn tìm được đầu tới cuối chính là em. Là tại anh không bây giờ mới tìm được em. Vậy nên, xin em hãy dùng thân phận Hạ kết hôn lại với anh được không? Hèn hạ. Sao cô còn chưa chết đi? Sao còn chưa chết đi hả? Sao còn chưa chết đi hả? Cô Kim, có một vụ án bắt cóc liên quan đến tôi. Làm sao anh biết? Người muốn bắt cóc em lúc đó là Kim Sora. Ngoài cô ta ra thì còn ai nữa? Hơn nữa, cô ta dám nghĩ cách hại em, anh còn hận không thể nào mộ tổ tiên cô ta lên ấy. May mà hôm đó Cố lão gia nũng sai người đến rời tìm xuống em, đất khiến nên cứu em một mạng. Vậy mới nói, chúng ta đã định sẵn là người một nhà rồi. Các người là ai? Cô Kim bảo tôi nói chuyện với anh. Khốn kiếp, tên khốn nạn, ai sai anh đến đây, đồ lưu manh. Alo, việc đã làm xong rồi. Bao giờ ký hợp đồng được, gửi cho tôi thứ tôi cần trước đã. Phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật. Mất bao nhiêu công sức mà chẳng được gì cả.
Lý Trác Kim Sora, các người là đồ mèo mã gà đồng. Nghe nói anh chuyển no Lý Trác 500.000 tệ, sao? Muốn xin thanh toán nốt no bạn trai cũ của em à? Không cần biết anh dùng cách gì, phải lấy lại hết tiền về cho nghe em. Nghe chưa hả? Tuân lệnh, thưa phu nhân của anh. Lần này em sẽ nô không trốn tránh anh nữa chứ. Thiên ca, em vẫn sống tốt chứ?